Xin chào mọi người và nhất là các anh các chị tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là video clip em chia sẻ với mọi người về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm kỷ hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị. Một trong những cái tuổi mà em có thể nói rằng là nam mạng là khó nắm tiền tài, nữ mạng thì mới được nắm tiền tài thôi. Nam mạng thì hơi cực một tí xíu. Tuy nhiên là cái giai đoạn cực khổ 2016, 2017, 2018 với 3 năm tam tai của mình đã qua rồi. Thì các anh có cái năm 2019 như em đã làm ở vận hạn 6 tháng đầu năm như tử vi thì với sao mục đích chiếu mạng báo hiệu nhiều điều may mắn, hanh thông hơn ở trong công việc so với những năm 2016, 2017, 2018. Thì hôm nay đã là cuối tháng 5 rồi. Có thể nói là 4 tháng đầu năm thì đối với các anh là không có nhiều biến động. Tuy nhiên tháng 5 là tháng canh ngọ, một cái tháng khá khắc đối với tuổi của các anh. Thì hôm nay đã là 21 tháng 5 rồi, tuy là mới có 20 ngày của tháng 5 nhưng mà khá khá nhiều điều không được êm xuôi cho lắm ở một số người sinh vào những cái tháng mà không tốt đẹp. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái vận hạn 6 tháng cuối năm của kỷ hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị. Thì em đã làm ở cái phần mà 6 tháng đầu năm rồi và phần tử vi rồi. Thì mọi người sẽ không cần phải nghe lại như là sao chủ của năm là gì, thì vận hạn như thế nào. Thì sao chủ của năm với cái nam mạng có sao thủy diệu thì may mắn danh lộc tốt. Nhưng là nữ mạng thì nam mạng có sao mộc đức, còn nữ mạng thì có sao thủy diệu, dễ gặp chuyện buồn phiền trong gia đạo. Như vậy thì tháng 5 này là các chị dễ gặp chuyện buồn phiền hơn là các anh. Tuy nhiên sao thủy diệu này nếu mà kết hợp với tang môn như đã nói hồi đầu năm thì các anh các chị rất là dễ có tang ha, nhưng không nhất thiết là phải tang của đại tang, tức là tang cha tang mẹ đâu, có thể là tang của người thân thôi. Tuy nhiên là sao thủy diệu, tại sao mà đã không có đại tang với các anh các chị là lý do là sao thủy diệu thuộc hành thủy các chị ha, cho nên là các chị là người mệnh thủy nữa, cho nên là cái tác dụng của cái sao thủy diệu nó không quá lớn. Thì vận vào 6 tháng cuối năm nó sẽ như sau. Đầu tiên hết á, mình sẽ nói tính tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng nhâm thân, một tháng kim. Như vậy là với xét về chủ mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh tương sinh, tốt cho sức khỏe, còn có sự hưởng lợi lạc cho cả cái phúc tinh và tài tinh ở trong cái bổn mạng của các anh các chị. Tuy nhiên thiên can của tháng 7 âm lịch là chữ nhâm, nó khắc chữ bính. Nhâm của nhâm thân nó khắc chữ bính, tháng khắc thiên can công việc sẽ gặp nhiều khó khăn. Tháng này là tháng cô hồn nữa, thì theo thuyết của đạo Phật thì đây là tháng cô hồn, tháng âm thịnh dương suy, cho nên là gặp tháng tương khắc như vậy thì nhớ cẩn thận công việc, coi chừng gặp rối ren ha. Rồi thiên can thì chữ thân với ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau, cho nên phần địa chi là tốt đẹp. Như vậy thì tháng 7 được tương sinh bổn mệnh, hy vọng là các phúc tinh và tài tinh sẽ khống chế cái sự xui rủi cho chữ nhâm khắc bính. Tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch của năm kỷ hợi 2019, tức là tháng quý dậu. Tháng quý dậu thì tiếp tục là một tháng kim. Như vậy ha, mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh tương sinh, tốt cho sức khỏe và các cái phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi phát sáng. Rồi thiên can chữ quý và bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là không có vấn đề trong công việc làm ăn. Dậu ngọ, tí ngọ, mèo dậu, đây là nằm trong tứ hành xung cái trụ địa chi, cho nên gia đạo sẽ chắc chắn rằng có chút xào xáo không yên. Như vậy vào tháng 8 thì với cái bản mệnh được tương sinh, hy vọng sẽ giúp cho cái phần công việc làm ăn được tốt đẹp và hóa giải cái việc mà rắc rối gia đạo ở địa chi một tí xíu đi. Rồi tiếp tục đến là tháng 9 của năm kỷ hợi 2019.
tháng 9 là tháng Giáp Tuất, mà tháng Giáp Tuất là tháng hỏa. Như vậy mệnh xét về trụ mệnh là thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng có gặp chút khó khăn, sức khỏe hơi bị sụt sịt chút xíu. Tuy nhiên là dù sao đi nữa là bản mệnh khắc tháng chứ không phải là tháng khắc bản mệnh, cho nên là mình không sợ lắm ha. Thiên can là giáp binh, là không xung không hợp à, thuộc trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên cái nạp âm ngũ hành của giáp là mộc, binh là hỏa, cho nên là gọi là được tương sinh, mộc sinh hỏa à, dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn à. Tuất với ngọ là thuộc cái nhóm tam hợp dần ngọ tuất hỏa cục à, dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy thì đối với tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng Giáp Tuất, thì chỉ cần phải để ý phần sức khỏe một tí xíu thôi, có thể là công việc hanh thông, dễ sinh tài lộc, gia đình tốt đẹp. Dù sao nữa tháng này là tháng tam hợp, có thể nói là nãy giờ mấy tháng cuối năm từ tháng 7 đi thì tháng 9 là quá tốt đẹp đối với tuổi của các anh các chị Bính Ngọ. Đặc biệt là các anh Bính Ngọ với cái sao Mộc Đức chiếu mạng thì tháng 9 là một tháng tốt đẹp về tiền tài cho lắm ha. Tiếp tục đó là tháng 10, tháng Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Ất Hợi à, mà tháng Ất Hợi là hỏa, mệnh là thủy khắc hỏa. Xét về chủ mệnh là mệnh thủy của các anh khắc hỏa, các anh các chị khắc hỏa. Tháng khắc bản mệnh cũng giống như tháng 9, bổn mạng khó khăn à, cần cẩn trọng việc sức khỏe một tí xíu. Thiên can chữ Ất, à quên, chữ Ất và chữ Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ à, thì như đã cũng giống như tháng 9, giáp Ất thì thuộc mộc, nạp âm ngũ hành của giáp Ất là mộc, bính đinh là hỏa, cho nên vẫn thuộc dòng tương sinh mộc sinh hỏa, cho nên là tài lộc vẫn có, không có việc gì mà quá lớn lao ha à, không có khó khăn ở trong công việc. Địa chi là Hợi ngọ, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau, giống như tháng 9 nhưng mà không tốt đẹp bằng tháng 9 thì nó không phải là tháng tam hợp. Tuy nhiên là tháng 10 cũng chỉ phải để ý cái bổn mạng một tí xíu thôi, chứ còn mọi thứ công việc và gia đạo thì không có vấn đề tốt đẹp à. Tiếp tục là tháng 10 của năm kỷ, tháng 11 của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Bính Tý, một tháng thủy. Như vậy mệnh là thủy đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, vì thế các phúc tinh và tài tinh cũng không có vấn đề. Thiên can chữ Bính thì đồng hàng à, không chữ Bính đồng hành hỏa sẽ tốt đẹp cho công việc, dễ sinh tài lộc à. Dù làm như vậy thì cái địa chi mới là cái vấn đề. Địa chi của tháng Bính Tý tức là tháng 11 âm lịch đó, là bị lục xung với ngọ. Tý ngọ là lục xung, mà lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau, gia đạo nhiều rối rắm, cẩn thận nhiều việc à. Như vậy thì tháng 11 đối với các anh các chị phải để ý cái phần gia đạo. Như đã nói hồi đầu năm thì nhất là các chị giới sao thủy diệu dễ có chuyện buồn của gia đạo à, thì coi chừng con trai con dưới 21 tuổi gây cái sự khó khăn buồn phiền cho các chị à, nhớ là như vậy. Nhưng mà các anh thì với cái sao mà Mộc Đức sao chủ của năm thì cũng không tránh khó tránh khỏi, cũng nên để ý, giống như các chị là để ý những cái đứa con nhỏ hơn 21 tuổi ha. Rồi tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 đó là tháng Chạp, tức là tháng Đinh Sửu, tháng 12 âm lịch à. Tháng Đinh Sửu thì tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy mệnh thủy đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt đối với các anh các chị tuổi Bính Ngọ. Thiên can Bính Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nạp âm ngũ hành cả Bính và Đinh là đều hỏa. Như vậy thì vẫn là một cái tháng thành công trong công việc tốt đẹp à. Tuy nhiên địa chi là Sửu Ngọ à, thuộc nhóm tương hại, gia đạo sẽ dễ sinh nhiều buồn phiền, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn đỡ hơn lục xung, đỡ hơn tháng 11. Như vậy tháng 11, tháng 12 thì công việc và sức khỏe không là vấn đề, mà là vấn đề ở cái gia đạo, cần cẩn thận nhé, nhất là các chị sẽ có cái sự buồn phiền ở những đứa con nhỏ 21 tuổi.
À, như vậy thì rõ ràng với cái vận hạn của 6 tháng cuối năm cũng có, phải nói là khá khá điều không tốt đẹp đối với các anh các chị. À, tháng 7 thì bị thiên can tương khắc. À, tháng 8 thì rơi vào tháng xung của tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu. Chỉ có tháng 9 là tháng tốt đẹp nhất. Tháng 9, tháng 10 thì tháng 9 là được 10 điểm đi, thì tháng 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 10 được 8 điểm. À, hai tháng cuối năm là tháng Tý và tháng Sửu thì một tháng là lục xung, một tháng là nhị hại. À, cho nên là gia đạo không có vui vẻ. À, như vậy thì em đã tổng hợp xong và chia sẻ cho đến với các anh các chị tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019. Nếu các anh chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết mà ứng dụng vào cuộc sống để có cái năm 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 tương đối thành công về công việc đối với các anh, và hạn chế được những cái sự xấu xúc khắc, giảm đi những cái chuyện buồn phiền do cái sao Thủy Diệu đem lại đối với tuổi Bính Ngọ của các chị. À, các chị nhớ nha, mọi người bấm nút like là cái nút như vậy nè. Ở trên YouTube có nhiều người hỏi mình like là cái gì. À, thật sự ra mình nói thì các anh các chị lớn tuổi thì ít có tiếp xúc với lại công nghệ, cho nên là mình hướng dẫn lại là nút like là cái nút này, và nút ngược lại là nút không like ha. Bấm nút này nè là nút like. Rồi, ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video tiếp theo về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của người thân, bạn bè hoặc là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.